10 năm nữa quảng cáo hàng nha vợ vợ đấy, quảng cáo cho mọi người biết mà. Cái gì, cái gì kêu chít 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 thế nhà, cái mông con chuột kêu. Còn phải như là lớn về ăn bánh nhé. À, khách nhí của cá nhú. Chú anh thầy. Trứng hết rồi. Lần ăn hết trứng. Thì đồ rồi mua để trứng. Rồi để trứng cho nó con. Đã đun lên còn gì nữa, vừa đun lên còn gì nữa. Hôm nay bắt đầu hôm đầu tiên làm. Hả? Hôm nay bắt đầu hôm đầu tiên làm. Hả? Mới bắt đầu hôm đầu tiên này không biết làm gì đâu. Trước, nhà có việc. Ba bốn hôm rồi nè. Em về đúng ngày nghe nhỉ. Ừ. Bốn ngày rồi nè. Con này con ngồi in không được. Phải bốn ngày không? Bốn ngày rồi lỗ. Về đúng ngày. Ngày thứ năm mới bắt đầu làm. Con hạ đi. Mời bánh nhung mời bác truyền anh. Ờ, ăn đi. Mời nhá. Bột. Ấy, ăn được mấy cái, ngâm được mấy cái. Một cái nữa các ạ. Tích. Một cái hơn này này. Thế này ăn được trứng, ăn được giò nữa thì qua được mùa đông à nhỉ? Không sợ rét à nhỉ? Bánh cuốn, bánh cuốn khá bạn. Bánh cuốn xịt đấy. Bánh cuốn vàng đấy. Ông. Ăn bánh đó. Ăn quý không? Chú Ngọc vào chứ? Ờ, đang vào chờ ăn bánh phát đâu vào mà. Bố ăn lá này, vào đây ăn đi. Bánh khoảng 10 giờ đó, 9 giờ xong bánh thì vào nữa, ăn cơm à? Ừ. Nhung rồi, Nhung. Anh mở cái bung nồi cho em nào. Cái bánh hỏng đi. Lửa cháy hơi to. Lửa cháy to ăn bánh thì ngon anh ạ. Mình không ở đây. Có mặt cái trực được, không chịu được. Ủa, vào nhà đấy nhá, không ở đây đâu, ở đây. Có người đấy. Lúc này nó anh em bị làm viếng ngay rồi. Ừ.